không cầm tử tế nữa à? Rồi đây này, quay cho nó thẳng này. Rồi thẳng đây này. Nóng lắm. Cái này mà nóng à? Nóng. Từ nãy giờ không bật bật cái quạt to lên. Quạt nó cho thẳng ra đây mà ngồi đây mà nóng à? Gì đó? Nó thổi ra ngoài này, cái đường nó to như này nó tản đi hết nên nó thổi vào đây rồi mà nóng. Nó chạy đâu? Cái điều hòa kia á, hấp à? Vậy, nó bảo cái hơi điều hòa, nhưng có chạy đâu. Mà giả sử có chạy cũng không ấy chứ mà. Cái đường nó rộng cái này nó tản đấy. Nên nó chảo dầu ấy mẹ. Hả? Chảo dầu. Cái gì? Nó chảo dầu. Chảo trắng ấy. Bánh chiên chứ không phải bánh nướng ạ. Nhanh lên.
chảo lên không cho dầu. Cho dầu vào mẹ. Bật bếp đi. Bao nhiêu dầu đi? Nhiều. Đang cần đủ ngay, thế sao bà hỏi? Con tưởng là đang cần đủ ngay luôn ý. Cần đủ ngay như sao? Thế sao bà hỏi đủ ngay không?
Chị pha nước mắm cho ngon. Pha nước mắm cho ngon lấy cái này đi. Nốt. Yeah.